Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đèn của hãng Amance 4B4. Cây này được sản xuất tại Tây Ban Nha nha mọi người. Đó, ngoại hình thì còn là khá là đẹp và hoàn hảo. Đấy, mọi người. Đó. Top solid nha mọi người. Đó. Mặt rất là đẹp. Lưng hông Joser Wood nha mọi người. Có chỉ lưng nha mọi người. Nói chung là thường đèn Tây Ban Nha mà về Việt Nam ấy, thường thì nó sẽ hơi bạc nhẹ hoặc là sương mù hẳn luôn nha mọi người. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Lưng nó hơi bạc nhẹ mọi người. Đó. Cây này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Đó. Bộ khóa trắng sáng, rất là đẹp. Vặn rất là êm tay nha mọi người. Đầu đèn cũng khá là độc lạ. Amance nha mọi người. Cái này được sản xuất tại Tây Ban Nha luôn nha mọi người. Xứ sở của guitar. Đây, em cho mọi người xem qua một lần nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Em bán cây này 4,2 triệu nha mọi người. Em tặng bao da hoặc là hộp mỏng để ship xe nha mọi người. Mọi người có thể chọn bao da hoặc là hộp mỏng nha mọi người. Đó. Em bảo hành 2 năm, em giao hàng trên toàn quốc nha mọi người. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ.